du khách Úc lần đầu đến Việt Nam đang muốn ở lại sống tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, mấy tháng trước có một anh bạn người Úc tên là K1 sang Việt Nam du lịch, không biết du lịch thế nào mà chỉ sau mấy ngày mà anh ấy đã thốt lên: "Tôi muốn sống luôn ở Việt Nam, tôi không muốn trở về quê nữa." Nghe xong câu này là mình lại nhớ đến anh chàng Ethan K. Cũng nói tương tự, ở Úc buồn chán lắm, ở Việt Nam là vui nhất. Theo đó thì trong một video trên kênh với tiêu đề là "Tôi muốn sống ở Sài Gòn" và anh ấy tâm sự như sau: "Bạn đã bao giờ gặp tình huống khi đang đi bộ trên đường trở về nhà nghỉ thì bất gặp cả một nhóm người lạ và chỉ sau một chút thời gian nói chuyện mà họ đã nói như thế này: Hãy vào nhà tôi, ăn đồ của tôi, uống bia của tôi và chúng tôi không cần bất cứ thứ gì của bạn cả." Quả thật đó là một sự bất ngờ rất lớn, sự tình cảm và sự đón chào của người dân địa phương nơi đây. Điều mà tôi thậm chí còn chưa bao giờ dám nghĩ tới, nó có thể xảy ra nữa. Rồi anh ấy còn nói thêm, bây giờ các quốc gia đang mở cửa dần dần. Tôi đã có thể đi du lịch được nhiều quốc gia hơn bởi vì trước đây tôi mới chỉ đi đến Thái Lan và sống ở đó được 1 năm. Bây giờ tôi đến Việt Nam là một người thích đi du lịch nên sự so sánh ít nhiều sẽ xuất hiện trong đầu ngay lập tức khi tôi đến một vùng đất mới. Tôi đã đến Việt Nam được một thời gian và tôi nghĩ rằng tôi yêu nơi này, tôi thật sự có thể sống ở đây ngay bây giờ. Tôi biết tôi mới chỉ ở đây được 4 ngày nhưng tôi nhận ra có một điều gì đó rất thu hút và lôi cuốn đối với tôi. Cảm giác yêu nơi này biết bao, tôi yêu thành phố. Tôi yêu những nơi nhộn nhịp và có thể như điều này thật điên rồ. Và đây là một yếu tố thực sự lớn khiến tôi yêu thích Việt Nam vì đồ ăn ở đây không chỉ tuyệt vời mà còn thực sự tốt cho sức khỏe của bạn. Điều đó thật tuyệt vời. Bạn biết đấy, khi sống ở Thái Lan, trong năm qua tôi đã rất chiều chuộng Thái Lan, một số món ăn ngon nhất trên thế giới. Và trước đó khi tôi sống ở Hàn Quốc, đồ ăn ở đó cũng rất tuyệt vời đối với tôi. Thành thật mà nói, đó là một yếu tố thật sự quan trọng trong việc quyết định nơi tôi muốn sống. Như một ví dụ khác, khi tôi đến Philippines, tôi cũng thích con người ở đó, tuy nhiên đó chỉ là một nơi tuyệt vời để đi du lịch. Theo ý kiến trung thực của tôi, thức ăn ở Philippines còn thiếu một chút hương vị, nó khá là đơn điệu. Còn khi ở Việt Nam, không chỉ đồ ăn là ngon nhất mà cách con người ở đây ứng xử và đối đãi với nhau rất có tình người. Tôi đã đi khắp từ quận 1 cho tới quận 10. Ở đâu tôi cũng dễ dàng bắt gặp những con người thân thiện, tiếp đó là vấn đề giao thông và tiện ích. Thành thật mà nói, thành phố này có rất nhiều tiện ích và đó là một phần đẹp đẽ của thành phố. Tuy nhiên, cũng nhiều lúc tôi hơi bực bội khi có rất nhiều người hối hả trên đường mà không quan tâm đến người khác đang sang đường. Nhưng bạn biết đấy, nếu so sánh với Bangkok, tôi nghĩ Bangkok cũng rất tệ vì điều này. Thậm chí, bạn không thể đi sang đường 10m mà không có ai đó cố gắng dẫn theo bạn. Và việc tự đi khám phá bằng xe máy đến một nơi nào đó ngoài khu du lịch cũng phải cẩn thận khi mà sẽ có một ai đó tiếp cận và cố bán cho bạn thứ gì đó, ví dụ như mọi người bán cocaine ở khắp mọi nơi. Điều đó khiến tôi cảm thấy không được thoải mái. Nhưng tôi nghĩ trên tất cả những điều này, điểm thu hút lớn nhất đối với tôi là những người dân địa phương sẽ cư xử với bạn như thế nào. Các bạn có nhớ ngày đầu tiên của tôi ở Sài Gòn rồi đó, khi tôi quyết định phải thoát ra khỏi các địa điểm du lịch và đi bộ khám phá các con hẻm ở thành phố này. Và lúc tình cờ gặp một số người đàn ông đang ngồi uống bia trong nhà của họ, tôi đã được họ mời vào uống bia, mặc dù chúng tôi chưa hề quen biết gì cả. Đây chính là một sự dung cảm đối với bất kỳ vị khách du lịch nào giống như tôi. Và sau khi nghe những lời tâm sự của anh chàng K1 này, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự đồng tình của bản thân về Việt Nam. Sau đây mời mọi người cùng nghe tiếp nhé! Việt Nam nói chung và Sài Gòn hiện nay rất sành điệu, văn hóa, cà phê và ẩm thực là tuyệt vời nhất, con người tử tế nhất và đất nước xinh đẹp nhất. Đi du lịch đến đây đáng đồng tiền bát gạo nhất và những trải nghiệm tuyệt vời nhất, ước gì tôi cũng được ở đó. Tôi yêu Việt Nam những món ăn tuyệt vời, con người thân thiện, môi trường không căng thẳng, ngoại trừ giao thông, nhưng đó có thể là một yếu tố sôi động của thành phố. Theo tôi, Việt Nam có những món ngon nhất trong khu vực, nếu không thì cũng phải là nhất thế giới. Rất nhiều lựa chọn và truyền thống văn hóa của họ cũng rất lâu đời, không thể chờ đợi để quay lại và nhét thức ăn vào mặt tôi 24/7. Tôi cũng cảm thấy như vậy khi tôi đến thăm Sài Gòn. Tôi yêu nó. Mỗi lần rời Sài Gòn về lại Bangkok, nhiều lúc tôi hối hận vì đã mua căn hộ ở Bangkok mất rồi. Tôi có một vài người bạn tốt ở Sài Gòn và đôi khi tôi nghĩ sẽ phù hợp hơn nếu tôi ở lại đó. Không có gì ngạc nhiên khi bạn yêu thích thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là người Áo đang sống ở Thái Lan và đã làm việc ở Việt Nam hơn 2 năm. Sài Gòn là một nơi tuyệt vời. Người ta gọi đó là viên của châu Á và sống về đêm thật bùng nổ. Tôi đã sống ở đó 5 năm và nhớ nó hàng ngày. Đến đó sống bạn sẽ không hối tiếc.
Ở phút số 22, tôi đồng ý 100% với bạn, Thái Lan và Việt Nam đều có nền ẩm thực ngon được cả thế giới khen ngợi. Đây cũng là những gì tôi đã cố gắng chia sẻ cho cả thế giới thấy, ở Việt Nam tốt quá anh bạn à, và bạn ở đây càng lâu thì càng tốt, và chỉ cần đợi cho đến khi bạn gặp một cô gái Việt Nam nhỏ bé, bạn sẽ bị cuốn hút. Tuyệt vời, khi nhìn thấy bạn đi bộ trên một số con đường giống như tôi đã đi, nó thật tuyệt vời, từ sự đồng bộ của giao thông đến những ly cà phê ngọt ngào trong ngõ hẻm, hãy bình an ngẩng cao đầu và đi tiếp. Tôi đến Hà Nội với một nhóm gồm 30 người du mục kỹ thuật số. Điều đầu tiên tôi làm là chạy bộ vào buổi sáng và sau đó đến nơi làm việc lúc khoảng 5 giờ chiều. Chúng tôi đến góc phố để uống bia sau giờ làm việc. Tôi đã dành cả bữa sáng, giờ ăn trưa để uống bia của họ. Việt Nam thật tuyệt vời. Tôi cũng đã dành phần lớn thời gian của năm 2004 và năm 2005 tại góc bia trong khu phố cổ. Tôi đã đi Thái Lan hàng năm suốt 10 năm qua. Khi tôi đến Việt Nam lần đầu tiên, tôi đã yêu và đã không ở Thái Lan trong 5 năm qua. Việt Nam là tuyệt nhất. Sài Gòn là nụ cười của tôi, một nơi nhưng biết bao ước mơ. Yêu thành phố tuyệt vời này, nó có rất nhiều niềm vui nhộn nhịp. Nơi tuyệt vời để tụ tập và với rất nhiều nụ cười, Sài Gòn xinh đẹp là nhà của tôi khi xa nhà. Tôi nhận thấy video trước của bạn rằng bạn có vẻ thích đi chơi nhiều ở khu vực quận 1 và quận 3 nơi có các món ăn. Nếu các bạn có thời gian, tôi khuyên bạn nên kiểm tra khu vực dọc theo đường Trần Xuân Soạn gần cầu Rạch Ông, nơi có rất nhiều đồ ăn ngon, ý tôi là rất nhiều quầy hải sản và BBQ, chủ yếu là chim. Khu vực này hơi gồ ghề xung quanh các cạnh, nhưng tôi luôn coi đó là khía cạnh sống động nhất trong ẩm thực của tầng lớp lao động ở Việt Nam. Tới đảo Phú Quốc, vé máy bay giá rẻ từ Sài Gòn. Tôi đã ở đó một tháng, ngay trước khi Covid, thuê một chiếc xe máy và lái khắp nơi. Thật tuyệt vời, những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp, cơ sở hạ tầng du lịch tuyệt vời, dành để di chuyển bằng xe đạp hoặc xe ôm và một vài thành phố nhỏ có cuộc sống về đêm thú vị. Hãy uống Pennywort nước rau má, bạn phải thử. Hãy chắc chắn rằng nó được trộn tươi từ lá không phải bột, rất lành mạnh và ngon. Tôi ước việc nhập cư không bị đóng, tôi sẽ uống bia với bạn, chúc mừng người anh em. Tôi rất vui vì bạn đã bỏ Thái Lan nhàm chán, vì có nhiều nơi khác tốt hơn nhiều như Việt Nam, tận hưởng chuyến du lịch của bạn. Vâng, Sài Gòn đầy sức sống và chuyển động, nó rất bận rộn, chỉ cần thận trọng trong khi băng qua đường, tôi không biết bây giờ như thế nào. Nhưng 20 năm trước, đường khá thoáng, đây là nơi tuyệt vời, tôi đã sống cả ở hai quốc gia. Thái Lan tôi nghĩ vẫn là nơi dễ đi hơn, người dân thân thiện hơn một chút, mặc dù vậy chỉ là một ý kiến. Thức ăn ở cả hai nơi đều tuyệt vời. Tôi đồng ý, Philippines là tuyệt vời và luôn nói good vibes. Nhưng thức ăn của họ rất vô vị, hoặc rất sạch sẽ nhưng đơn điệu, đồ ăn Thái và Việt có món cực kỳ ngon, có thể mang đến cho bạn mọi lúc, đặc biệt là Việt Nam, với combo ngọt, chua cay, nhiều rau thơm và nước chấm, nó chỉ bùng nổ trong thú cưỡi của bạn. Bangkok vui nhưng Sài Gòn nên được chọn để sống là tốt hơn. Tôi đã từng đến Việt Nam và Philippines nhưng không phải Thái Lan. Với tôi lựa chọn đồ ăn tồi tệ nhất là Philippines vì tôi thấy nó rất không tốt cho sức khỏe. Thật khó để không yêu Việt Nam và những con người đáng yêu, đồng ý không? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đến Việt Nam nhưng những clip này đang làm rất tốt việc thay đổi điều đó. Nhìn thấy tất cả ánh đèn và mọi người trên đường, thật tuyệt vời, mọi thứ đang trở lại bình thường, cảm ơn. Tôi đã ở cùng một nơi giống như bạn vào năm 2018, ở đây nhộn nhịp hơn Pattaya, nhưng đồ ăn rất tuyệt và người Việt Nam biết cách tổ chức tiệc tùng. Món phở ở góc phố là món phở ngon nhất thế giới, tôi chắc chắn sẽ quay lại chỉ vì món ăn đó trong tích tắc. Đúng, một video về cuộc sống về đêm. Kể từ khi Thái Lan quyết định tiến tới việc hợp pháp hóa cần sa, tôi chắc chắn sẽ thực hiện chuyến đi vào năm tới. Hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan khác nhau về cuộc sống về đêm, không giống nhau bên trong các quán bar. Con gái Việt không cuồng bằng gái Thái. Hầu hết các quán bar ở phố đi bộ Việt Nam đều có mặt tiền thoáng đãng như ở Pattaya, trước khi đó là quán bia. Sau 15 năm sống ở đó rất khác so với Thái Lan, có một thời gian tuyệt vời, hãy cẩn thận với máy ảnh của bạn, chúc mừng. Không thể quay phim ở quán bar Thái Lan vì hầu hết các cô gái đi làm và không muốn bị người thân nhìn thấy. Việt Nam không giống như vậy. Đúng thế, ở quán bar Việt Nam hầu như họ là các vũ công để thu hút khách hàng và không có gì hơn giống như những cô gái làm việc ở Hostel và Winspeak.
Có vẻ bạn đang rất hạnh phúc và tôi mừng cho bạn. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi có thể tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc đó. Tôi biết bạn cũng có những ngày tồi tệ như tất cả chúng tôi, nhưng tôi đã sẵn sàng cho một sự thay đổi. Ngoài ra, nơi này sẽ khiến bạn gặp khó khăn, bạn sẽ khá xúc động khi đến đó. Nhưng một khi bạn đến đó và sẽ có nhiều sự tôn trọng hơn đối với người dân và cách họ đối xử với người nước ngoài, bảo tàng chứng tích chiến tranh. Tôi chưa bao giờ nghĩ Việt Nam hiện đại đến thế, thật sự tuyệt vời và sạch sẽ. Mọi người dường như đều thân thiện, giá cả cũng làm tôi ngạc nhiên, không thể đợi tập tiếp theo. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi gắn thẻ. Khu vực của thành phố rất hiện đại, nhưng vẫn có thể lấy các khu vực khá cũ ở các quận khác. Đà Nẵng được biết đến là một thành phố hiện đại và nhiều dân du mục kỹ thuật số thích sống ở đó hơn, chỉ cho đến khi họ bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì họ đã được sống rẻ nhưng không đóng thuế cho cư dân dài hạn. Tôi đã có kinh nghiệm tương tự ở Thái Lan, người dân Việt Nam và Thái Lan rất duyên dáng và tốt bụng. Không thể diễn tả thành lời, niềm vui mà nó mang lại cho tôi chắc rằng bạn cũng đang đi trên mây. Cảm ơn rất nhiều, sự dung cảm, lạc quan của bạn rất dễ lây lan. Tôi yêu Việt Nam, tôi cũng đã có một vài lần trải nghiệm giống bạn. Như bạn nói, một người rất thân thiện, đồ ăn ngon và một số món ăn tốt cho sức khỏe cũng là một phần thưởng nữa. Tự mình lên kế hoạch cho một chuyến đi đến đó, sau đó ngược sông Mekong đến Lào và kết thúc ở Thái Lan trong hơn 7 tuần. Bắt đầu từ tháng 12, tôi sẽ theo dõi tập tiếp theo trong chuyến đi của bạn ở đó. Cảm ơn một lần nữa. Đây chỉ đơn giản là thành phố thú vị nhất của tôi để đi chơi ở châu Á. Sài Gòn đẹp, nụ cười đẹp, niềm vui đẹp, xung cảm đẹp, màu sắc đẹp. Bạn sẽ có một giấc mơ tuyệt vời ở Sài Gòn. Rất vui được gặp lại Sài Gòn, thưởng thức đồ ăn đó khá tuyệt và bạn đã có một sự thay đổi từ Thái Lan. Chính Anthony Borai đã truyền cảm hứng cho tôi đi du lịch tới Việt Nam. Chúc bạn vui vẻ! Việt Nam chắc chắn là đất nước thân thiện và lịch sự nhất mà tôi từng gặp. Yêu đất nước và nền văn hóa của họ, nó xứng đáng được chia sẻ cho nhiều người khác biết tới. Cảm ơn bạn đã đưa video này vào cuộc sống bình thường của người Việt Nam, những người tuyệt vời. Tôi đã dành 6 tuần đi du lịch ở Việt Nam, có điều gì đó đặc biệt trong các món ăn ngon nhất mà tôi từng thử. Đó là ở trong một gian hàng nhỏ bên lề đường, ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ được bao quanh bởi người dân địa phương và tất cả chỉ với giá khoảng 2 bảng Anh. Chúa ơi, tôi nhớ nó. Tôi đã đi du lịch nhiều nơi ở Việt Nam, cả thành phố Hồ Chí Minh cho đến Hà Nội. Chuyển phía Bắc bằng xe máy và sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 năm, một số trải nghiệm du lịch tốt nhất của tôi đã ở đó. Sự ấm áp và hào phóng của người Việt Nam là vô song, thức ăn tuyệt vời và phong cảnh đẹp, đặc biệt là ở phía Bắc. Trong một thời gian ngắn ở Việt Nam, một điều tôi có thể nói là sản phẩm và thực phẩm của họ hoàn toàn phi thường, nguyên liệu tươi ngon, trái cây ngon và rất đầy đủ. Tôi cho rằng đó là chế độ ăn giàu protein và nhiều rau củ. Chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn khi tôi ở đó. Người Việt Nam có một trong những món ăn ngon nhất thế giới. Người dân sống tốt, bản chất tốt, văn hóa tốt. Thế giới cần biết đến Việt Nam nhiều hơn. Các bạn thân mến, thời lượng phát sóng của chương trình của chúng tôi đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.